Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, những sóng lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta. Miền Bắc trong đêm nay và ngày mai, mưa sẽ giảm hẳn, trời khô ráo. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc tiếp tục giảm chỉ còn từ 8 đến 11 độ. Còn ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 12 đến 13 độ. Sang ngày mai, cả miền Bắc trời vẫn rét với nhiệt độ hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc chỉ dao động từ 16 đến 18 độ. Ở miền Bắc sẽ duy trì tình trạng rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại, tuy nhiên trời khô ráo không mưa. Đối với miền Trung, đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, khiến cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai đều có mây nhiều. Mưa thì chỉ tập trung ở phần phía nam của tỉnh Hà Tĩnh, trở vào đến khu vực Quảng Ngãi và phía bắc của Bình Định. Tuy nhiên, lượng mưa chỉ dưới 10mm. Trong đó, khu vực có nhiệt độ giảm rõ nhất vẫn là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai thấp dưới 20 độ, trời rét nhưng cũng khô ráo hơn. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp dưới 24 độ, nên từ ngày mai trời cũng chuyển rét. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, mức nhiệt từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng sớm, nhiệt độ tiếp tục cao từ 29 đến 32 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng mạnh, nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nền nhiệt cao từ 33 đến 35 độ, nóng tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.